Em xin kính chào toàn thể cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn có một ngày làm việc hiệu quả. Em là Liễu ở Cao Bằng. Hôm nay em đang bán một ít vàng cánh bầu Hải Phòng với lại vài tép trắng lưỡi hồng Thái Nguyên. Cô chú anh chị và các bạn có xem được cái video này, mua ủng hộ cây cho em với nhá. Cô chú anh chị và các bạn đặt hàng thì liên hệ với em theo số điện thoại 0989 037668. Em bán hàng thì cũng có ship code qua bưu điện nhưng mà em không bao ship nhá. Cô chú anh chị và các bạn có mua thì vui lòng thanh toán cước với bưu điện, em ship code qua bưu điện ạ. Bây giờ em vào bán luôn. Đây là vàng cánh bầu Hải Phòng. Cái này em cũng bán khá là nhiều rồi, thì cô chú anh chị và các bạn đã xem được những cái video thì cũng đã mua ủng hộ em và cũng không cần phải nói nhiều nữa. Nó là cái cây đột biến của dòng kiếm lô hội hoa màu vàng. Và cánh bầu hoa rất là đẹp. Đây cô chú anh chị và các bạn, đây là cây hình số 1 nhá. Đây nhá, mắt ngủ một bên, hai bên mắt ngủ ngoài đầy đủ nhá. Đây ạ, sưng mọc lên to đùng như này rồi. Đây, cây của nó thì cũng tầm tầm như này thôi, nó cũng to nhá, dòng lô hội nó không to ạ. Em bán hình số 1 là 250.000. Đây ạ. Có cây thì dài, có cây thì ngắn, bởi vì là do chế độ chăm sóc nữa. Cây nào em cho nắng nhiều thì nó lùn, cây nào cho nắng ít thì nó dài. Đây là hình số 2, 300.000 ạ. Đây, bên này có một măng. Đây, mắt ngủ đây nhá. Mắt ngủ đây ạ. Đây, 300.000 cho hình số 2 nhá. Cái dòng này em nói rõ là nó không to nhá, không thì cô chú nào mà mua lần đầu về bảo là gửi cho cây nhỏ rồi lại cảm thấy không hài lòng thì em nói rõ luôn. Đây là hình số 3, 250.000 ạ. Đây, mắt ngủ đây nhá. Đây ạ, mắt ngủ ngoài đây. Đây, mầm rồi. Toàn bộ cây bán em bán ra là cây lá láng hết nhá. Khả năng là cây này em sẽ phải cắt rễ đi vì nhiều quá, gửi đi nó tốn cước. Đây em vừa mới tách xong cái keo liền sẹo em bôi nó chưa khô đây. Hình số 3 250.000. Tiếp theo em bán hình số 4 500.000. Đây hai cây nhá. Đây cây này khá là to. Đây hai. Hình số 5 300.000. Đây ạ. Đây nhá, cái này sắp thành măng rồi, cái mầm to ình rồi. Đây, mắt ngủ đây. Thân tơ hướng ngoài luôn, rất là đẹp. 300.000 hình số 5 nhá. Đây hình số 6. Cái khóm này em cho nắng nhiều thành ra nó rất là nó lùn. Này củ thì nó to đẹp nhưng mà nó lại lùn. Đây. Đây củ nó phình hơn những cái cây khác vì là cho nắng nhiều. Nhìn nó cũng hay, nếu mà trồng kiểu như là dạng làm tiểu cảnh cả khóm như này, cho vào cái chậu trắng đi cho hoa nó, em nghĩ là nó sẽ rất là đẹp. Đây, mắt ngủ đây nhá. Mắt ngủ lên rất là đẹp rồi đây, nó đã đầu nứt nứt ra sắp thành mầm rồi. Cái này cây này còn thanh niên hơn một chút, nó chưa 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 nhú mắt ngủ. Đây. Khóm này là 3 tép. Hình số 6. 3 tép này em bán 750.000 thôi nhá. Đây, vì là nó hơi lùn một chút. Thật ra là nó cũng rất là đẹp nhá, nhưng mà nó hơi lùn. Đây. Khoảng cao khoảng hơn 30 hoặc là 30. Đây. 750.000 hình số 6 nhá. Tiếp theo là hình số 7. Đây. Tách lá như này rồi em cũng tính thành 3 thân nhá. Hình số 7 đây. Em bán 600.000 hình số 7 nhá. Đây, vì là cây này nó hơi thấp một chút, nó chưa chưa lớn đấy, chưa lớn hết. Em bán 600.000 cho hình số 7 này. Vừa bán vừa giao lưu. Hình số 8.
Em bán 850.000 hình số 8 này nhá. Cái khóm này cực kỳ đẹp đây. 850.000 cho hình số 8 này. Cái này nó lên là nó tròn chậu luôn, rất là đẹp. 850.000. Tiếp theo là hình số 9. Để em lượt tách em để cả lùm luôn. Để em đếm nhá. Để em đếm 1 tép, 1 tép, 2 tép, 3 tép, 4 tép, 5 tép, 6 tép. 6 tép. Một măng. Một măng đây, măng to rồi nhá. Hai măng. Mềm mầm chắc là em không đếm nữa vì nó sẽ có rất là nhiều mầm. Đây mầm đây. Cái bụi này bán bao nhiêu rồi nhỉ? 6 tép, 2 măng. Mầm thì soi thì chắc là cũng có khá là nhiều đây. Đây. Vì nó mọc chi chít như này em cũng lười tách. Em bán 1 triệu 250 nghìn nhá. 1 triệu 250 nghìn. Bác nào thích lấy cả chậu thì lấy cái lùm này luôn, đi về trồng vào luôn thì nó thành bụi luôn rồi. Đây. Tuy nhiên là cây của nó không cao lắm đây. Vì là những cái chậu em treo ngoài ấy thì nó ăn nắng nhiều. Đây. Em quay các bác quan sát kỹ nhá. Nhìn thật cẩn thận, thật kỹ hộ em. Ông thì mua. Đây. 1 triệu 250 nghìn nhá. Hình số 9 này. Tiếp theo là hình cuối cùng của vàng cánh bầu Hải Phòng. Hình số 10, 2 tép này. Đây, mắt ngủ đây. Đây. Măng này. Đây. Mầm đây. Nhú hết rồi nhá các bác. Các bác về tách ra làm 2 tép trồng cũng được. Mà 1 tép cũng được. Vì là nó đều nhú mầm với măng mắt ngủ hết rồi. Đẹp, cây khá là đẹp nhá. Hai thân to luôn, hướng ngoài hết. Hình 10, hình cuối cùng này em bán 550 nghìn nhá. Các bác về thì nó cho 3 cây luôn ở đây ngay. Em có một cái mấy cái cây trắng lưỡi hồng Thái Nguyên nữa. Các bác đợi một chút để em cho các bác xem nhé. Trắng lưỡi hồng Thái Nguyên đây. Các bác ơi, bởi vì cây của em vừa mới nhổ chậu lên thành ra là nó còn rất là ẩm, thì khả năng là ngày mai em treo đến khi nào nó ráo ráo nước thì em mới gửi được, tránh cái tình trạng các bác nhận thì nó bị ẩm ướt, nó bị thối nhá. Đây là đây, dễ đây, em vừa nhổ lên thôi. Đây, cây này thì nó to hơn vàng cánh bầu Hải Phòng nhiều. Đây. Nó dài nhá. Hoa của nó cũng rất là đẹp. Nếu mà các bác nào có rồi thì cũng biết. Đây. Rất là đẹp. Cái nguyên khóm của nó là có 5 cây. 5 cây nhá. Em sẽ tách bán với giá là 600.000, 600.000 một cây nhá. 600.000 một tép. Bác nào có nhu cầu mua sưu tầm thì alo cho em. Cây này hoa đẹp nhá. Em xin kết thúc video ở đây. Chúc cô chú anh chị và các bạn.
làm việc hiệu quả nhé. Em chào tạm biệt ạ. Đây là hoa của trắng lưỡi hồng Thái Nguyên nhé các bác. Cây em lấy về nhân giống ạ. Em xách ở nhà ông anh em về. Hoa tại vườn của anh ấy đấy ạ. Anh ấy có bảo hành nhá. Nếu mà bác nào có nhu cầu mua thì em tách giống ra, không em lấy ở vườn em nhân giống. Hoa tại vườn anh ấy rồi đây.